nơi mà chị em phụ nữ cứ lên giường là khao khát đàn ông chạm được tới. Các bạn thân mến, có những điều mà chị em phụ nữ thực sự nếu mà nói đến thì rất là ngại ngùng, nhưng trong lòng thì lại vô cùng hạnh phúc và khao khát nếu như người đàn ông có thể chạm tới khi ở giường. Mỗi một cuộc yêu cuồng nhiệt sẽ không thể thiếu được những nụ hôn sâu mà đôi bên dành cho nhau. Đây còn được xem là nghệ thuật chăn gối mà không phải ai cũng rõ. Kỹ năng trốn phòng thân là điều bất cứ cặp đôi nào cũng nên trang bị cho mình để giúp tình cảm vợ chồng thêm quấn quýt hơn. Bởi vì chuyện ấy vốn được coi như là bình dầu giữ lửa cho cuộc hôn nhân của hai người luôn rực cháy. Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu đâu là những điều mà chị em phụ nữ luôn khao khát người đàn ông có thể chạm tới khi ở trên giường. Đầu tiên đó là phụ nữ họ rất thích người đàn ông biết vuốt ve. Cuộc yêu được khởi động bằng những cử chỉ vuốt ve mơn trớn từ đối phương sẽ luôn cuồng nhiệt và rào rạt những cảm xúc thăng hoa. Khi mà hai người trở về với nhau trong một chiếc giường ấm áp thì người phụ nữ thường rất là khó nhập cuộc cũng như khó lên đỉnh hơn nếu như thiếu sự tác động của người bạn chung chăn gối. Những động tác vuốt ve nó giống như chất xúc tác giúp khơi gợi mọi ham muốn và làm cho thân nhiệt của người phụ nữ nóng lên, đánh thức những cảm xúc trong cơ thể của nàng. Đôi tay người đàn ông càng mềm dẻo, diện tích di chuyển trên cơ thể nàng càng rộng thì ham muốn của nàng sẽ càng tăng cao và tăng càng nhanh. Đặc biệt nếu đôi bàn tay ấy còn biết du thám ở những nhịp đạo nhạy cảm với tốc độ nhanh chậm đúng lúc thì khoái cảm của chị em phụ nữ sẽ càng được chạm đỉnh. Lúc ấy cơ thể nàng sẽ nóng bừng những cảm xúc để sẵn sàng cùng với đối tác nhập cuộc, tạo nên một cuộc yêu rực lửa khó quên. Điều thứ hai, đó chính là phụ nữ họ rất là khao khát người đàn ông hãy hiểu về cơ thể của họ, tức là hiểu về cơ thể của người phụ nữ. Để đôi bên hòa hợp trong chuyện chăn gối thì hai người phải thực sự hiểu về cơ thể của đối phương, nhất là với chị em phụ nữ. Khi trở về giường, điều chị em cần chính là đối tác đủ tinh tế và đủ kiên nhẫn để cùng nàng khơi gợi những cảm xúc ân ái. Giống như là phái mạnh, cơ thể phụ nữ cũng có những điểm nhạy cảm như là vùng ngực, vùng đùi non, vùng xương quai xanh, vùng thắt lưng hay là vùng rốn. Khi hiểu về cơ thể của nàng, lúc nhập cuộc chỉ cần chàng khẽ chạm tới những nhiệt đạo này là ngay lập tức sẽ thổi bùng lên được cảm xúc đê mê cho nàng. Tới khi mà hồi đáp lại với những tiếng thở gấp gáp, những tiếng riêng nhẹ và chàng có thể tấn công sâu vào cơ thể nàng hơn rồi, chắc chắn cả hai sẽ đạt được những giây phút thăng hoa. Mỗi một người phụ nữ đều có cơ địa khác nhau, hay nói cách khác là có những điểm nhạy cảm và có những điểm khác nhau về cơ thể. Chính vì vậy, hiểu thật rõ về cơ thể một phụ nữ mà mình yêu sẽ khiến người đàn ông ghi điểm tuyệt đối, bởi vì nàng hiểu rằng bạn dành sự trân trọng nhất cho cô ấy, trân trọng nhất cho cơ thể của cô ấy. Điều thứ ba chị em phụ nữ mong muốn đó chính là các đàn ông hãy massage ngực cho nàng. Khi nhập cuộc yêu được đối tác massage vùng ngực sẽ khiến cho chị em phụ nữ có cảm giác bị kích thích nhiều hơn. Cùng với đôi bàn tay hư hỏng, chàng có thể kết hợp cùng với những nụ hôn ấm nóng đầy kêu gọi để di chuyển và yêu chiều cặp đối đôi của chị em. Cùng với đó, người đàn ông hãy nhịp nhàng đưa đẩy cái lưỡi của mình để treo gẹo cô ấy một chút. Trước màn khiêu khích nóng bỏng ấy thì cơ thể người phụ nữ sẽ giống như bị thiêu đốt mà sung sướng lên phát cuồng. Những nụ hôn sâu là điều chị em phụ nữ nào cũng mong muốn khi nhập cuộc. Một cuộc yêu nồng nhiệt sẽ không thể thiếu được những nụ hôn mà đôi bên dành cho nhau. Đây được xem là một nghệ thuật chăn gối mà không phải ai cũng rõ, nhất là phái mạnh, hoặc là đàn ông các em đôi khi quá xem nhẹ việc này. Có một thực tế là khi nhập cuộc yêu thì đàn ông rất là hay nôn nóng chiếm thế thượng phong. Không phải ai cũng biết đưa người phụ nữ của mình vào cuộc bằng một nụ hôn nghệ thuật đầy ma mị, đầy ngọt ngào nhưng vẫn vô cùng nóng bỏng và cuồng nhiệt, khiến cho đối phương gần như tê cứng trước đôi môi của chàng. Một trong những bí quyết để thổi bùng lên cuộc yêu chính là biết cách hôn nghệ thuật, di chuyển những nụ hôn trên khắp cơ thể nàng và phải hôn thật âu yếm. Hơi thở ấm áp, đôi môi mềm của người đàn ông chính là vũ khí tạo nên những khoái cảm, khơi gợi được những ham muốn cho chị em. Khi được đối phương yêu chiều, chăm sóc chu đáo như vậy thì chắc chắn bất cứ một người phụ nữ nào cũng đều cảm thấy ngây ngất trong cuộc yêu cùng với người đàn ông của mình. Và một bí kíp nho nhỏ để các anh có thể tự tin hơn có những nụ hôn nồng nàn với người phụ nữ đó là hãy chăm sóc răng miệng của mình tốt hơn một chút. Hãy có thể là súc miệng hàng ngày, đánh răng hàng ngày hay ngay trước khi nhập cuộc với một hơi thở thơm mát sạch sẽ thì làm gì có người phụ nữ nào có thể từ chối nụ hôn nồng cháy từ người đàn ông của mình.
Điều thứ năm chị em phụ nữ mong muốn đó chính là hãy yêu với nhịp điệu thật linh hoạt. Với người phụ nữ thì một cuộc yêu hoàn hảo, ấn tượng sẽ là một cuộc yêu mà hai bên có vận tốc nhanh chậm đúng lúc, nhịp nhàng và không bị mất quãng. Khi nhập cuộc thì người đàn ông biết khởi động với nụ hôn, mơn trớn rồi sâu hơn, tấn công từ từ nhẹ nhàng, rồi lại tới dồn dập đơn hàng chạm đến mọi cảm xúc như trên mây, khi lại giống như là lướt sóng của nhịp. Mỗi một nhịp yêu chàng sẽ đều biết quan sát những biểu hiện thăng hoa trên nét mặt của đối tác để biết rằng người phụ nữ đang mãn nguyện hay không. Đặc biệt nếu người đàn ông còn biết kìm hãm để cùng với vợ đạt đến tột đỉnh của sự thăng hoa, sở hữu một đối tác chăm đối tuyệt vời như vậy, thì hỏi làm gì với người vợ nào mà còn không còn cảm thấy hạnh phúc nữa. Điều thứ 6 mà chị em phụ nữ cũng rất mong muốn người đàn ông có thể mang đến cho mình khi nhập cuộc yêu đương, đó chính hãy quan tâm đến cảm xúc của nàng. Vừa rồi là những điểm quan tâm đến cơ thể, chăm sóc về mặt da thịt. Vậy thì về mặt cảm xúc của chị em thì sao? Nếu chỉ là một mối quan hệ hời hợt, đến với nhau đơn giản vì ham muốn giải tỏa, thì người phụ nữ quay đi quay lại, kẻ ta sẽ nhanh chóng đòi hỏi đưa đối phương để lên giường, còn người phụ nữ sẽ ở lại với sự chán nản. Khi cuộc yêu gần như là một sự chiếm đoạt riêng nhằm thỏa mãn những ham muốn của người đàn ông. Nhưng ngược lại, nếu như cuộc yêu xuất phát từ tình cảm sâu đậm, thì phái mạnh hãy thực hiện cuộc yêu giống như một màn chiều chuộng và cưng nhược người phụ nữ của mình. Người đàn ông sẽ hãy quan tâm tới từng biểu hiện cảm xúc của đối tác. Chỉ cần thấy như nào nhân nó hay là biểu hiện chưa vừa lòng, hãy lập tức giảm tốc độ hoặc là nghỉ giải lao, rồi hỏi xem cảm nhận của cô ấy bằng những câu đầy ngọt ngào như là: em cảm thấy thế nào, em có thích hay không, em sao à. Thậm chí nếu như thấy đối phương không tỏ ra thích thú, thì thay vì việc hằn học trách cứ nàng, bạn hãy dẫn dài động viên cô ấy, hãy ân cần với yêu chiều phụ nữ của mình. Hôm nay đến đây thôi cũng được, khi nào em có hứng hơn thì mình hãy tiếp tục nhé. Hãy nhớ rằng chỉ khi yêu sâu đậm và thật sự là người đàn ông trưởng thành, thì trong suy nghĩ các anh chắc chắn sẽ thể hiện rằng mình yêu người phụ nữ và mong muốn cô ấy có những giây phút thăng hoa và mong muốn cô ấy có những cảm xúc thật sự hạnh phúc. Một người đàn ông chân chính và một người đàn ông yêu vợ, yêu đối tác là người đàn ông như vậy, chứ không phải chỉ là làm mọi cách để có thể đạt được những thỏa mãn ham muốn của bản thân, còn không quan tâm đến cảm xúc của mình là gì. Nên nhớ, hãy hỏi nàng cảm xúc thật sự của mình là gì nhé. Điều thứ 8, người phụ nữ cũng mong muốn người đàn ông, người chồng của mình có thể làm được, đó chính là đôi khi hãy đổi gió và hãy lén lút hẹn hò cùng với vợ xem. Biết rằng người đàn ông các anh thì luôn thích những sự mới lạ, ghét những lối mòn nhàm chán, và với chuyện chăn gối thì cũng không ngoại lệ. Bởi vì nếu như chuyện chăn gối quá nhàm chán thì là một trong những nguyên nhân rất lớn dẫn đến việc người đàn ông ra ngoài đi ăn vụng. Tuy nhiên, nếu như bạn thực sự là một người đàn ông bản lĩnh, yêu vợ hết lòng, thì người đàn ông này sẽ không bao giờ mượn cớ sự nhàm chán ấy mà cho phép bản thân mình phản bội lại người kia. Thay vào đó, người phụ nữ rất mong muốn người đàn ông, nếu như khi các anh cảm thấy cuộc yêu đã hơi muộn lạnh, thì hãy chủ động đổi gió cùng với vợ để khiến cảm xúc vợ chồng được thăng hoa cùng nhiều hơn mỗi ngày, giúp tình cảm của đôi bên gắn kết hơn. Bởi vì điều này sẽ thể hiện rằng người đàn ông đang trân trọng tình yêu của mình đối với vợ. Để làm cho cuộc hôn nhân cũng như cảm xúc chăn gối luôn mới, thì thi thoảng các anh có thể rủ vợ chơi trốn tìm. Chẳng hạn tranh thủ như lúc con đang ngủ, các anh có thể kéo vợ vào người, kéo vợ vào phòng đọc sách, phòng giặt đồ, thậm chí là gác xếp ghế sofa ngoài phòng khách, để hai người được quấn với nhau với những cảm xúc vụng trộm nhằm tạo sự phấn khích cho cả hai người. Hoặc nếu có thời gian hơn thì các anh có thể đặt vé du lịch để hai vợ chồng có thể chạy trốn một hoặc hai ngày tới những nơi mà chỉ có nhau thôi, không vướng bận con cái, không vướng bận gia đình, chỉ có hai người yêu thương quấn quýt với nhau là mới bắt đầu. Nếu như các anh làm được điều này thì tôi nghĩ rằng không một người phụ nữ nào còn có nghĩ đến một người đàn ông nào khác nữa, bởi vì người chồng đã thực sự yêu và nghĩ cho người vợ. Và điều cuối cùng mà chị em phụ nữ nào cũng rất khao khát và rất mong muốn, nếu người đàn ông làm được ở trên giường, thì tôi tin rằng 10 điểm là số điểm sẽ dành cho anh. Đó là biết vuốt ve cơ thể vợ khi mà cuộc vui đã tàn. Một điểm khác biệt rất dễ nhận ra ở những người đàn ông yêu vợ và những người đàn ông vô tâm một chút, đó là sau khi bữa tiệc ươn ươn đã kết thúc,
người đàn ông vẫn sẽ biết âu yếm, vẫn biết vuốt ve người phụ nữ nằm bên cạnh mình, giống như lúc anh ta kéo vợ vào cuộc vậy. Thì đây thực sự là một người đàn ông khiến cho chị em phụ nữ không còn gì để chê. Thực tế là sau mỗi lần giao ban thì phái mạnh rất là hay bị mất sức nhiều. Thế nên với những người đàn ông đôi khi anh có thể là vô tâm hoặc là không để ý đâu, không nghĩ rằng những hành động đấy của mình là khiến cho vợ cảm thấy buồn đâu, thì ngay khi rút trận, các anh sẽ quay ra ôm gối ngủ hoặc là dán mắt vào màn hình điện thoại, quên luôn người phụ nữ vừa cùng với mình tác chiến, để cho cô ấy nằm cô độc một mình, giống như là một sự vắt chanh bỏ vỏ vậy. Một người nên tâm lý và yêu vợ thì ai lại có cách ứng xử như vậy, đúng không? Dù là khi nhập cuộc hay tàn cuộc thì vẫn sẽ luôn quan tâm, chăm chút cho người phụ nữ của mình. Cuộc yêu thích lại, người đàn ông quay ra âu yếm, vuốt ve giống như massage cơ thể sẽ giúp người bạn đời của mình được thư thái ngay sau khi bản thân nàng và cổ chàng cũng đều đã rất mệt mỏi rồi. Nếu như người đàn ông biết quan tâm chăm sóc cho vợ mình một cách tỉ mỉ và ngọt ngào như vậy sau mỗi cuộc yêu thì xin chúc mừng, thật sự các bạn đã có một cuộc hôn nhân đầy ngọt ngào và người phụ nữ của bạn xứng đáng là người phụ nữ may mắn vì đã sở hữu một báu vật ở trên đời. Làm gì có chị em phụ nữ nào có thể còn có những tư tưởng với người đàn ông nào khác khi chồng quá tuyệt vời như vậy rồi. Chỉ có những người phụ nữ rừng mỡ, lăng loàn thì mới đi tìm kiếm người đàn ông khác nếu như chồng đã mang đến cho mình những sự đê mê hạnh phúc như vậy rồi mà thôi. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe 7 bí mật thú vị về phụ nữ mà đàn ông chưa bao giờ được biết. Các nhà tâm lý học, khoa học không ngừng tìm hiểu về suy nghĩ, khả năng đặc biệt của phái đẹp. Dưới đây là một vài trong những phát hiện của họ. Đảm bảo là bạn sẽ rất bất ngờ về những bí mật này của phụ nữ, sẽ há hốc miệng khi nghe cho mà xem. Thứ nhất, nữ giới muốn sống lâu thì nên mặc quần áo ít vải thôi. Nghiên cứu kéo dài 10 năm của một nhà nhân loại học người Anh đã chỉ ra nữ giới mặc càng ít quần áo thì họ càng có khả năng sống thọ hơn, và con số này có thể đạt tới 20 năm. Để đưa ra kết luận này, nhà nghiên cứu đã tiến hành trên 5.000 nữ giới. Một vài giả thuyết được đưa ra để lý giải mối quan hệ này. Đó là những chất hóa học còn sót lại quần áo sau khi giặt sẽ có phản ứng với mồ hôi. Phản ứng này tạo ra chất có hại, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thứ hai, thị lực ở nữ giới kém hơn nam giới. Có khá nhiều yếu tố dẫn đến việc thị lực của nữ giới kém hơn. Đó là bởi nữ giới thường sống lâu hơn và các bệnh về mắt khi về già sẽ xuất hiện nhiều hơn. Bên cạnh đó, giới chuyên gia cũng chỉ ra do hormone nên phái đẹp dễ mắc các bệnh về mắt. Ví dụ như khô mắt cao gấp 2-3 lần so với phái mạnh. Thứ ba, phụ nữ tóc càng suôn mượt chứng tỏ họ có khả năng sinh sản tốt. Sở dĩ các chuyên gia nói điều này, đó là bởi tóc đẹp liên quan trực tiếp đến lượng estrogen trong máu, đóng vai trò lớn trong phát triển giới và khả năng sinh sản của người phụ nữ. Với người phương Tây, cô gái tóc vàng có tỷ lệ sinh cao hơn là tóc đen. Sau khi sinh con đầu, mái tóc vàng óng sẽ càng đậm hơn do lượng estrogen giảm. Thứ tư, phái đẹp thường thích màu hồng là do thừa kế từ tổ tiên. Phụ nữ thích màu hường không hiếm, và theo các nhà khoa học, đó là do họ kế thừa từ tổ tiên. Nữ giới xưa kia có nhiệm vụ thu lượm hoa quả, trái cây ăn được, và họ phải phân biệt giữa trái cây xanh, chín ở một khoảng cách xa xa. Do vậy mà họ nhận thức màu tốt hơn nam giới. Vì lẽ đó mà hiếm khi phụ nữ nào bị mù màu. Còn màu hồng, nữ giới xưa vẫn luôn cho rằng đó là một màu thể hiện sự nữ tính. Bởi vậy mà họ luôn mê đắm màu này. Thứ năm, mùi hương cơ thể của người yêu sẽ giúp phụ nữ trở nên bình tĩnh hơn. Giới khoa học Đại học Anh Columbia đã tiến hành nghiên cứu và phát hiện mùi của người yêu giúp giảm căng thẳng ở nữ giới. Nghiên cứu thực hiện với 96 cặp đôi. Nam giới sẽ được phát áo phông mới giặt và mặc nó hết một ngày. Sau đó, những chiếc áo phông đã được đưa ngẫu nhiên cho nữ giới mà không một lời giải thích nào. Kết quả là, nữ giới nhận được áo phông của người yêu sẽ cảm thấy bớt stress hơn trong suốt quá trình thí nghiệm. Ngược lại, nữ giới ngửi mùi cơ thể người lạ có lượng cortisol, hormone gây stress cao hơn, khiến họ mệt mỏi và bực bội hơn. Thứ 6,
rửa bát, gấp quần áo giúp phụ nữ sống lâu hơn. Các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Buffalo ở bang New York, Mỹ đã tiến hành nghiên cứu với hơn 6.000 phụ nữ ở nước này để tìm hiểu về sự ảnh hưởng của các hoạt động đơn giản hàng ngày tới tuổi thọ của phụ nữ. Kết quả cho thấy, những người dành 30 phút mỗi ngày để làm công việc nhà như quét nhà, rửa bát, lau cửa sổ hay gấp quần áo có nguy cơ tử vong sớm giảm 12%. Trong khi đó, nguy cơ tử vong sớm giảm 39% ở những phụ nữ thực hiện các hoạt động từ trung bình tới nặng. Các hoạt động có tác dụng kéo dài tuổi thọ ở phụ nữ bao gồm chạy bộ hay đạp xe trong thời gian rảnh rỗi. Từ kết quả của cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học đưa ra lời khuyên rằng mọi hoạt động, dù là nhỏ nhất, cũng có ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe. Làm việc dù ít vẫn tốt hơn không làm gì, giáo sư Michael LaMonte, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy những hoạt động ở mức độ nhẹ cũng giúp ích cho sức khỏe. Trong khi nghiên cứu chỉ được thực hiện với phụ nữ, các nhà khoa học cho rằng những hoạt động vật lý như vậy cũng có thể tạo hiệu quả tương tự đối với đàn ông. Thứ bảy, nữ giới khi nói chuyện sẽ trở nên vui vẻ hơn. Có một sự thật mà ít người biết, đó là phụ nữ nói nhiều gấp 3 lần nam giới. Họ nói trung bình 20.000 từ một ngày, trong khi con số này ở đàn ông chỉ khoảng 7.000 từ mà thôi. Đây không chỉ do sở thích tám chuyện, mà còn do niềm vui khi họ được nghe giọng nói của chính mình. Lúc thao thao bất tuyệt, bộ não của nữ giới với nhiều tế bào chịu trách nhiệm cho chức năng nói hơn. Hoạt động nói giúp giải phóng hormone, dẫn đến cảm giác vui vẻ, giống như một người hảo ngọt được ăn kẹo vậy. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian, đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.